Xin chào, mình là Nghĩa và đây là Nghĩa Live Vlog Mình làm video về đời sống và những thứ sẽ khiến cho cuộc sống của bạn tích cực hơn rất là nhiều chủ đề của video ngày hôm nay sẽ là làm cách nào để giúp các bạn bớt tự ti hơn trong cuộc sống và khiến cho con đường thành công của các bạn ngắn hơn bao giờ hết tự ti hay sự nhạy cảm của bản thân sẽ tỷ lệ nghịch với mức độ thành công của bạn có thể hiểu đơn giản là khi các bạn quá tự ti vào bản thân mình hay quá nhạy cảm và để ý đến những cái vấn đề nhỏ thì bạn sẽ không có nhiều thời gian để tập trung vào những vấn đề lớn hơn từ đó khiến cho con đường đi đến thành công của các bạn và kể cả tốc độ của nó cũng sẽ chậm và ngắn đi rất là nhiều xa hơn nữa là về vấn đề tâm lý bạn sẽ cực kỳ dễ sao nhãng và chìm đóng trong những suy nghĩ tiêu cực mà không thể nào thoát ra được từ đó khiến cho bạn không thể thực hiện những dự định mà mình muốn làm mà thay vào đó các bạn chỉ ngồi thừ một chỗ và suy nghĩ lặp đi lặp lại gặm nhắm cái sự tiêu cực đó mà thôi tiếp đầu tiên mà mình muốn nói đó chính là bạn hãy luyện tập một cái tâm lý kháng thương hay tiếng anh nó gọi là anti fragility có thể tạm hiểu là khi các bạn nhận phải một chỉ trích nào đó sẽ khiến cho cơ thể của bạn mạnh mẽ hơn chống lại nó. Nó giống như một loại kháng thể ấy, khi mà các bạn bị cảm thì lần sau khi mà các bạn bị bệnh lại thì cơ thể nó sẽ tự sản sinh ra một loại kháng thể để chống lại cái virus đã từng khiến cho các bạn bị bệnh. Từ đó những cái triệu chứng nó sẽ yếu dần đi và tới một lúc nào đó thì bạn hoàn toàn có thể chống lại được căn bệnh đó luôn. Và virus đó ở đây mình có thể tạm hiểu nó là những sự chỉ trích hay những sai lầm mà họ gặp phải ở trong cuộc sống. Những người luyện tập được lối suy nghĩ này họ sẽ cực kỳ mạnh mẽ trong cuộc sống bởi vì họ hiểu rằng khi mà họ gặp phải sai lầm, họ gặp phải chỉ trích thì đó là một cách để họ có thể phát triển bản thân mình hoàn thiện hơn mạnh mẽ hơn và bền bỉ hơn rất là nhiều các bạn có thể thấy là khi mà mình học một cái gì đó thì đa phần là mình sẽ gặp phải sai lầm cái sai lầm nó càng lớn thì cái bài học đó mình nhớ càng lâu và cái sai học nó càng nhiều thì bài học mà mình rút ra được nó càng nhanh hơn một ví dụ để dễ hiểu hơn khi các bạn tập đi lúc còn nhỏ thì các bạn lúc mà các bạn tập đi thì các bạn sẽ té sẽ ngã sẽ đau sẽ chảy máu thì từ đó não bộ chúng mình sẽ tự nhận thức được rằng là à cái này mai mốt trong thời gian sắp tới mình sẽ không được phép đi như vậy nữa để không bị té không bị ngã nữa và từ đó các bạn sẽ biết đi ở trong cuộc sống cũng vậy khi mà mắc phải sai lầm hay gặp những sự chỉ trích thì đó cũng là một cách để chúng ta có những cái bài học và não bộ chúng ta cũng như vậy thôi nó sẽ hiểu được là mình sẽ không được phép làm như vậy nữa từ đó các bạn sẽ có những cái lối suy nghĩ thông minh hơn rất là nhiều và đương nhiên con đường thành công sẽ đến nhanh hơn đối với những bạn không có rèn luyện cái lối suy nghĩ này hoặc là chỉ đơn giản là các bạn chưa biết đến cái cách để rèn luyện lối suy nghĩ này thì khi mà các bạn gặp phải trở ngại hay chỉ trích thứ mà các bạn nghĩ đầu tiên là mình có làm được hay không mình có làm sai hay không lỡ mình thất bại thì sao khi mà các bạn đứng trước những cái thử thách và những cái bước ngoặt trong cuộc đời thì luôn luôn các bạn sẽ đặt ra những câu hỏi như vậy và khi đặt ra những câu hỏi như vậy thì đa phần là các bạn sẽ chọn là mình sẽ không làm hoặc là các bạn sẽ làm chậm hơn người khác tại vì cái thời gian mà các bạn đong đếm và đưa ra quyết định của mình chậm hơn rất là nhiều từ đó dẫn đến cái câu chuyện là khi mình so sánh với một người nhân viên hoặc một người học sinh cùng bàn với nhau đi hoặc là cùng một cấp với nhau thì khi mà bạn tốn quá nhiều thời gian để bạn để chỉ đưa ra một quyết định là mình có nên làm hay không thì bạn kia nếu đã rèn luyện được cái suy nghĩ này rồi bạn sẽ bắt tay vào bạn làm luôn thì bạn đã tiết kiệm hơn rất nhiều thời gian so với bạn rồi và đương nhiên tốc độ để bạn làm nhanh hơn bạn là có nếu mình nhìn vào một bức tranh toàn cảnh hơn thì con đường đi đến thành công luôn luôn bắt buộc phải có thất bại các bạn có thể tưởng tượng nó như một cái con đường mòn thì ở trên đó nó sẽ có rất nhiều cái lỗ và cái lỗ đó được gọi là thất bại và khi các bạn quyết định đi và ngã vào cái lỗ đó thì lần sau khi mà các bạn gặp lại những cái lỗi nó như vậy thì các bạn có thể né nó qua và đi nhanh hơn còn nếu không, khi mà các bạn không quyết định là mình có nên đi hay không, mình quá sợ thất bại, mình quá sợ chỉ trích, mình quá sợ những cái sai lầm mà mình gặp phải Thì các bạn luôn luôn đứng ở cái, ngay cái vịt xuất phát và các bạn không bước đi được Thì làm sao các bạn biết được là ở phía trước nó có bao nhiêu cái lỗ và cái con đường thành công của các bạn bao giờ các bạn có thể tới được, đúng không nào? Vì vậy có thể dễ hiểu là là khi các bạn thất bại càng sớm thì cái tốc độ thành công và cái con đường thành công của bạn nó sẽ càng nhanh hơn và để rèn luyện được cái lối suy nghĩ này thì mình đi đến với một cái phương pháp nó rất là cổ điển rồi tuy nhiên lúc nào nó cũng thành công hết đó là tự kỷ ám thị lặp đi lặp lại trong đầu cái lối suy nghĩ và kể cả nói ra bằng tiếng luôn có thất bại thì mới có thành công mình không sợ cái sai lầm này phải sai lầm thì mới lớn lên được hoặc là tùy bất cứ cái câu nào mà các bạn có thể nghĩ ra được cho bản thân mình cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại ngày qua ngày ngày qua ngày thì cho đến một lúc chính bản thân của bạn sẽ tin rằng điều đó là sự thật và các bạn sẽ không ngại khi mà gặp phải những cái rào cản về chỉ trích hay là về sai lầm hay bất cứ thất bại nào các bạn gặp phải ở trong cái cuộc sống này thì các bạn luôn luôn nghĩ nó là um, đây là một cái bước để mình có thể tiến gần hơn đến với thành công của mình và đương nhiên rồi nó sẽ là kháng thể của các bạn để chống lại những cái điều tiêu cực những cái sự tự ti trong cuộc sống hay những sai lầm và thất bại của bạn gặp phải điều thứ hai đó là cố gắng thay đổi suy nghĩ của bản thân nghe có vẻ hơi khó hiểu mình sẽ chuyển cái suy nghĩ tiêu cực thành một suy nghĩ tích cực nó lại càng khó hiểu hơn nữa đúng không nó rất là lạ nhưng mà thật sự đây là một cách rất là hay bởi vì các bạn khi mà gặp phải những sự chỉ trích làm cho bản thân mình tự ti hay những thất bại hay kể cả những sai lầm của bản thân mình thì nó sẽ tác động vào cảm xúc của mình và cái thời gian các bạn chịu đựng cái cảm xúc đó cái cảm xúc tiêu cực đó là hai thứ mà bạn không thể nào tác động vào được thứ mà các bạn có thể tác động duy nhất đó chính là suy nghĩ của bản thân mình về sự việc này ví dụ như khi các bạn gặp phải một sự chỉ trích nào đó chẳng hạn giống như là mày làm cái này sai bét à cái này mày làm ngu quá mày làm cái này bậy bạ quá thì khoan khoan thật sự rất là khoan khoan tự ti khoan buồn rầu khoan tự trách bản thân mình nghĩ lại một chút lùi lại một tí và hãy đặt cái lối suy nghĩ như vậy nè thật tốt là vì mình đã làm sai ngay từ bây giờ thật tốt vì có người họ nhận ra cái sai của mình và họ chửi mình như thế tại vì những cái thứ như vậy nó sẽ khiến cho bản thân mình nó thay đổi và mình thật là may mắn làm sao tại vì mình đã bị chửi ngay từ đầu chứ nếu mà bây giờ mình đã làm đến gần cuối rồi mà mới phát hiện ra là um, bây giờ mình sai thì quá tốn thời gian luôn đúng không thay vì vậy mình đã biết được từ đầu rồi mình bị mắng như vậy thì thật là tốt tại vì mình đã rút được kinh nghiệm và mình sẽ không lặp lại cái lỗi đó một lần nữa mình sẽ cải thiện bản thân mình tốt hơn mình sẽ làm cái công việc đó một cách hoàn hảo hơn rất là nhiều và đương nhiên rồi, cái cách suy nghĩ và cái lối suy nghĩ của các bạn như vậy sẽ khiến cho khi mà các bạn nhìn nhận một sự việc hay kể các bạn nhận một lời chê hay một lời chỉ trích nào đó, cái lối suy nghĩ đó sẽ khiến cho các bạn tích cực hơn rất là nhiều và từ đó sẽ khiến cho cái cảm giác mà cái người ta chê mình á tại vì người ta chê tại vì mình làm không tốt nhưng mà mình không buồn rầu, mình không tiêu cực, mình không ủ rũ mà mình cảm thấy mình nhận đó giống như là một cái lời góp ý rất là chân thành từ họ thì mình sẽ làm tốt lên và họ sẽ thay đổi cái suy nghĩ về mình. Và đương nhiên rồi cái cách suy nghĩ đó như vậy nó cũng sẽ hình thành một cái kháng thể cho bản thân mình và cái kháng thể đó sẽ giúp cho bản thân bạn không còn tự ti nữa. Và đương nhiên rồi không tự ti về bản thân thì mình sẽ tự tin hơn và tự tin là một chìa khóa để dẫn đến thành công. Thay đổi từ một người lo lắng hết mọi thứ này, lo lắng tới mọi thứ kia trở thành một người vô cùng tích cực, một vô cùng tràn đầy hy vọng, nhìn thôi là đã thấy cảm thấy hấp dẫn hơn rồi đúng không? nhìn mình cái mặt mình nó cũng đã sáng hơn rồi vậy thì quá tốt luôn còn gì nữa thứ ba và cũng là cuối cùng đó là nhìn rộng ra có thể hiểu khi mà các bạn làm việc và các bạn nhìn nhận một sự việc nào đó đa phần con người chúng ta đều nhìn thông qua một cái lăng kính hiển vi có nghĩa là các bạn thường hay có xu hướng gom nhỏ cái cuộc sống của mình lại mình chỉ quan tâm đến chuyện là môi trường học của mình như thế nào môi trường làm việc của mình như thế nào À, mình ăn uống như thế nào khi các bạn chỉ nhìn nhận cuộc sống của mình qua một cái lăng kính rất là nhỏ như vậy thôi thì chỉ cần có một chút xíu chỉ trích một chút xíu nói xấu này nọ hoặc là một chút xíu drama ở trong bất cứ môi trường nào các bạn sống nói mọi thứ nó sẽ lớn hơn rất là nhiều tại vì cái lăng kính của bạn rất là nhỏ và một vấn đề nhỏ ở trong đó nó cũng rất là to thay vì vậy các bạn hãy zoom out mình sẽ nhìn rộng ra một tí là ở trong cái cuộc sống này có rất là nhiều người họ gặp những cái vấn đề nó còn lớn hơn mình rất 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 là nhiều lần nữa vậy thì cái vấn đề của mình nó như vậy nó có đủ lớn để mình có thể quan tâm nó tới vậy hay không hay mình chỉ cần cải thiện nó và mình thay đổi lối suy nghĩ về nó mình tích cực hơn thì mình sẽ bỏ qua được những cái vấn đề nhỏ đó từ đó các bạn sẽ tập trung hơn rất là nhiều vào những thứ sẽ khiến cho cuộc sống của bạn tích cực hơn khiến cho cuộc sống của bạn sẽ thành công hơn và thật sự nha, khi mà các bạn quá tập trung vào những cái lối suy nghĩ Chẳng hạn như là ừ, ai đang nói xấu mình vậy ờ, Họ nói xấu vậy mình thì sao, họ có ghét mình không Bạn đã tốn gần như một nửa Cái sức khỏe về tâm lý để các bạn nghĩ về vấn đề nó Thật sự đấy, nó rất lớn luôn Bạn hoàn toàn gần như không thể làm được chuyện gì khác Và chỉ tập trung vào chuyện đó thôi Nó tốn hơn các bạn gần một nửa khối thời gian mà các bạn bỏ ra để làm việc Vậy thì đương nhiên rồi, như mình nói hồi nãy Thời gian rất quan trọng, đó là thứ mình không thể nào lấy lại được khi các bạn quá tập trung vào một vấn đề nào đó thì đương nhiên cái khối lượng thời gian các bạn sẽ không có để làm những thứ để cho cái con đường thành công của các bạn nó gần hơn với các bạn và khi các bạn nhìn rộng ra thì các bạn sẽ tự thấy được rằng là um, cái vấn đề của mình không lớn không quá lớn ở trong một cái vũ trụ bao la như vậy trong khi mình chỉ là một cá thể rất nhỏ trong hàng hà sai số những cái vấn đề khác thì vấn đề của mình còn bé tí teo à cho nên là mình hoàn toàn có thể bỏ qua vấn đề đó được đúng không và cái kết quả của cái lối suy nghĩ này sẽ khiến cho bạn cảm thấy rằng à cái vấn đề của mình thì ra cũng không lớn giống như mình đã từng nghĩ và đương nhiên rồi khi nhìn rộng ra như vậy mình là một cá thể và đương nhiên mình sẽ có những sự so sánh với những cá thể khác đúng không tuy nhiên hãy thay đổi suy nghĩ rằng là đừng bao giờ nhìn vào cái sự thành công của họ và so sánh với cái sự tệ của mình hãy so sánh sự thành công của mình với sự thành công của một người giống như mình để xem thử rằng là mình đang ở đâu và mình đang cần phải cố gắng như thế nào chứ không phải là để tự ti. tại vì khi mà các bạn so sánh sự thành công của người khác với sự thất bại của bản thân mình thì đương nhiên cái quãng đường đó nó sẽ xa rất là nhiều. thay vì vậy bạn hãy so sánh sự thành công của người ta và sự thành công của bạn để quãng đường của bạn cảm thấy rằng là um, mình sẽ cần cố gắng, nó sẽ không xa nữa nhưng mà mình sẽ cố gắng, mình sẽ cố gắng và cuối cùng mình sẽ đạt được. chỉ cần thay đổi suy nghĩ của bản thân mình thôi và đây là ba tiếp để khiến cho các bạn có thể mạnh mẽ hơn, có thể chống chọi được qua sự tự ti, sự chỉ trích và đương nhiên con đường thành công của các bạn sẽ gần hơn bao giờ hết. Nếu các bạn cảm thấy thích những video dạng như vậy thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe. Comment bên dưới bất cứ chủ đề nào các bạn muốn mình làm. Mình là Nghĩa và đây là Nghĩa là iBlog. Hẹn gặp lại nhé. Bye!